Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị nghi tiếp tay lừa đảo vì Covid-19. Gần đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ về việc gia đình cô đã xét nghiệm nhanh bằng bộ xét nghiệm Covid-19 từ một cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên, số đông cộng đồng người Việt tại Mỹ cho rằng nữ MC nhận tiền từ chủ cơ sở y tế để quảng cáo cho sản phẩm chưa được cấp phép. Sau đó, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị phía FBI mời làm việc. Ngày 21 tháng 3, Facebook chính thức của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có chia sẻ về bài viết gia đình cô xét nghiệm nhanh bằng bộ xét nghiệm từ một cơ sở y tế với giá là 49 USD trên một người, tức khoảng hơn 1 triệu đồng. Theo tiết lộ từ phía nữ nghệ sĩ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cử người đến làm việc với cô. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bài đăng của nữ MC vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nữ MC bị tố nhận tiền từ chủ cơ sở y tế để quảng cáo cho sản phẩm dù chưa được cấp phép. Nhận được thông tin, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên liền lập tức liên lạc và hẹn gặp mặt phía FBI để giải thích. Trải qua quá trình điều tra làm sáng tỏ sự việc, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vui mừng thông báo, xác nhận cô không gian lận. Trước kết quả điều tra, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ, đối với Kỳ Duyên, ở đời không có gì quan trọng hơn danh dự của mình. Kỳ Duyên có thể sai lầm, nhưng Kỳ Duyên sẽ không bao giờ làm chuyện lừa đảo. Đi kèm bài viết, nữ MC hải ngoại kèm ảnh chụp màn hình, tin nhắn phía FBI gửi cho cô và toàn bộ thông tin liên quan. Cuối cùng, Kỳ Duyên cảm ơn tất cả những bạn bè, các fan đã luôn tin tưởng ở con người và lương tâm của Kỳ Duyên. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.